Sau tiêm mũi 3 bao lâu vaccine COVID-19 có tác dụng? Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, vaccine COVID-19 hoạt động hiệu quả để ngăn ngừa nguy cơ bệnh nặng, nhập viện và tử vong. Tuy nhiên, các chuyên gia sức khỏe cộng đồng nhận thấy khả năng bảo vệ của vaccine giảm, kể cả đã tiêm đủ 2 liều, đặc biệt là khả năng ngăn ngừa nguy cơ tiến triển nặng và tử vong ở bệnh nhân nhẹ và trung bình. Vì vậy, việc tiêm liều thứ 3 là điều cần thiết để tăng cường miễn dịch. Dùng 2 mũi tiêm ban đầu, liều thứ 3 bắt đầu có hiệu quả sau ít nhất 7 đến 14 ngày. Mức kháng thể của cơ thể tăng vọt, đỉnh điểm vào khoảng 2 tuần sau khi tiêm mũi 3. Vì vậy, CDC khuyến nghị nên tiêm mũi tăng cường càng sớm càng tốt. CDC cũng khuyến cáo tất cả người từ 16 tuổi trở lên đối với người tiêm vaccine Pfizer và trên 18 tuổi với người tiêm vaccine Moderna nên tiêm mũi nhắc lại ít nhất 6 tháng sau khi tiêm liều thứ 2. Bệnh nhân nên sử dụng cùng một loại vaccine mRNA, Pfizer hoặc Moderna cho liều thứ 3 vì nó cho hiệu quả phản ứng miễn dịch tốt nhất. Tuy nhiên, nếu không có loại tương tự hoặc không biết một người đã tiêm loại vaccine mRNA nào, bệnh nhân có thể tiêm vaccine mRNA khác cho liều thứ 3. Chẳng hạn, người tiêm 2 liều Pfizer có thể bổ sung liều 3 bằng Moderna, người tiêm đủ 2 liều Moderna tăng cường bằng vaccine Pfizer, mũi tiêm nhắc lại có cùng công thức, liều lượng với các vaccine ngừa COVID-19 hiện có. Tuy nhiên, trong trường hợp của vaccine Moderna, nghiên cứu cho thấy mũi thứ 3 với nửa liều có thể mang lại hiệu quả cao. Vì vậy, mũi tiêm nhắc lại của Moderna có liều lượng 50 microgram so với liều ban đầu là 100. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.